Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc con người trở nên tiêu cực hoặc cảm thấy yếu đuối trong lòng, không hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời, hay việc thiếu con đường để thức hành cũng là điều rất bình thường. Dù là trường hợp nào, người cũng phải có niềm tin vào công tác của Đức Chúa Trời và không chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như gió. Mặc dù gió đã yếu đuối và rua xa ngày sinh của chính mình, nhưng ông không bao giờ phủ nhận rằng mọi điều trong cuộc đời của con người đều được Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va ban cho, và Đức Giê-hô-va cũng là đấng lấy đi tất cả. Cho dù ông đã bị thứ thế nào, ông vẫn duy trì niềm tin này. Trong tất cả trải nghiệm của người, dù người trải qua thử luyện nào, thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thông qua những lời của Ngài, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở loài người ngắn gọn là đức tin và tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc thế này là tình yêu và đức tin, cũng như khát vọng của con người, khát vọng của con người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện con người, nhưng họ không thấy hay cảm nhận được. Trong những trường hợp như thế, cần phải có đức tin của người. Khi có điều gì đó không thể thấy bằng mắt thường, con người cần có đức tin, và người cần phải có đức tin khi người không thể buông bỏ các quan niệm của mình. Khi người không biết rõ về công tác của Đức Chúa Trời, người cần phải có đức tin, người cần phải có một lập trường vững vàng và phải đứng ra làm chứng. Khi sắp đã đạt đến được mức độ này, đã đạt đến mức độ này, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước ông và Ngài đã phán với ông, tức là chỉ từ bên trong đức tin người mới có thể thấy Đức Chúa Trời. Và khi người có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện người. Và khi người có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện người.